Hello, xin chào tất cả anh em. Hướng dẫn cho anh em cách sử dụng máy massage Sanyo SA501. Như anh em có thể thấy thì chiếc massage này nó sử dụng bóp chân và bắp chân. Thì ở đây nó có hệ thống nút như thế này. Thì ở đây nó là cái nút tắt. Đó, đây là nút nguồn khởi động. Ví dụ ta sử dụng người ta nhấn vào. Đó. Khi nhấn vô thì là máy nó sẽ hoạt động. Ở trên này thì nó có một số cái chức năng điều khiển giống như kiểu massage 3D tự động. Khi mà chúng ta xài, chúng ta nhấn vô đây. Ở đây thì nó sẽ massage tự động cả bàn chân lẫn bắp chân. Giữa này nó là cái sử dụng cho bắp chân. Đấy. Và cái này nó sử dụng kiểu dạng nới lỏng. Đấy. Người ta sử dụng trên này. Đây là ba cái chế độ mạnh, yếu và vừa. Đây trên này là mạnh này, dưới này là yếu này, đây là tầm trung này, đây là tính năng sưởi, đây là cái cỡ bàn chân. Đấy, ví dụ nhỏ thì chúng ta sử dụng 21, 23, đấy. Xài rất là đã. Rồi, cảm ơn cả anh em nhé.